Ý Nhi cao tay xuống bãi đào hiền, cười cợt xếp mình nổi tiếng trước Bác Hồ giúp cô nhận gạch xây nhà. Nếu như Ý Nhi tự tin xếp mình trước hai vị vĩ nhân của đất nước về độ nổi tiếng, chưa hết bị ném đá thì mới đây, Á hậu một Đào Hiền lại nối gót Tân Hoa hậu khi xếp mình đứng trước ngay cả vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vừa khóc lóc xin lỗi chưa được bao lâu thì nàng hậu năm nay của nhà Sang Vàng vẫn chứng nào tật đó khi miệng nhanh hơn não với loạt phát ngôn mới nhất. Điều này khiến cư dân mạng, thậm chí là những người từng lên tiếng bên vực cô trước đó, cũng phải lắc đầu ngao ngán mà quay xe đối với nàng hậu. Cụ thể, mới đây, cô nàng Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng bởi nhiều phát ngôn gây sốc của mình. Nhiều người cho rằng người đẹp gốc Bình Định ứng xử thiếu tinh tế và không khiêm tốn khi đạt được danh hiệu Hoa hậu. Mới đây, người đẹp đến từ Bình Định, Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi trả lời phỏng vấn cùng với hai Á hậu. Khi được hỏi rằng hãy kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định, thì nàng hậu vô cùng tự tin khẳng định: "Em, sau đó mới đến nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quan Trung." Câu trả lời của nàng hậu đã khiến nhiều người bất ngờ trước độ tự tin của cô nàng. Việc đạt được ngôi vị hoa hậu là một bước thành công của cô gái trẻ sinh năm 2002. Tuy nhiên, việc cho rằng mình đã bước lên một vị trí, một cương vị mới, có thể trở thành người nổi tiếng, được mọi người ghi nhớ, đặt ngang hàng với hai cái tên đã góp phần không nhỏ trong sử sách Việt trên nhiều lĩnh vực thì quả thật là thiếu khiêm tốn. Trong khi cư dân mạng còn khá bức xúc, chê trách và lên án Ý Nhi, thì mới đây một đoạn clip phỏng vấn của Á hậu một Đào Hiền, cô nàng được đánh giá là khôn khéo trong việc trả lời phỏng vấn, lại nối gót Ý Nhi khi tự xếp mình nổi tiếng trước cả vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà bậc anh hùng vị thiên sứ Phan Bội Châu. Tên năm người nổi tiếng quê ở Nghệ An. Hương Tràm, em, Đào Thị Hà. Bác Hồ. Phan Bội Châu. Cụ thể, khi được hỏi kể tên năm người nổi tiếng tại Nghệ An, Á hậu một Đào Hiền cho biết năm người nổi tiếng đó chính là Hương Tràm, em, Đào Thị Hà, Bác Hồ và Phan Bội Châu. Với việc để tên đồng vai phải lứa, thậm chí là đứng trước cả hai vị tiền nhân có công rất lớn đối với đất nước của Đào Hiền, lại khiến khán giả bức xúc không kém vết xe đổ của Ý Nhi trước đó. Câu trả lời đậm chất ngô nghê cùng thái độ vừa trả lời vừa cười cợt của Á hậu một Đào Hiền khiến cư dân mạng tỏ ra bất lực với những câu trả lời vô tri của các nàng hậu năm nay. Không phải con dân sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, nhưng khi nhắc đến cái tên gắn liền với Nghệ An là người con của dân tộc Việt Nam, không ai là không thể nhớ ngay đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cả, mà phải suy nghĩ, đã đằng còn chưa làm gì được cho đất nước, chỉ mới giành được ngôi vị Á hậu của một cuộc thi do một công ty tổ chức, mà dám kể tên ngang hàng kỳ dãy, rồi nổi tiếng dữ chưa? Ủa, ý là đăng quang xong là nổi tiếng, là coi như sao hạng A sao biết đồ đó hay gì vậy? Ta không biết thì nói không biết, nói làm gì để người ta chửi, rồi mang nhục. Đúng là dàn hoa hậu, Á hậu năm nay thật vô tri mà. Tóm lại, đừng mở miệng ra nói, hay đi xin câu nữa, được không vậy? Một số tài khoản lên án về sự kém hiểu biết, lỗ hổng kiến thức nặng của dàn người đẹp năm nay. Trong khi nhiều cư dân mạng lên án Á hậu một Đào Hiền thì song song đó, nhiều cư dân mạng cũng đã phát hiện ra người đứng sau câu trả lời vô tri kém hiểu biết của Đào Hiền không ai khác chính là Hoa hậu Ý Nhi. Đúng là có phước cùng hưởng, có chữ cùng nghe, Ý Nhi không hổ là cao tay, Ý Nhi xứng đáng được trao thêm giải người đẹp không não. Thà im cho nó kể thêm hai chân dài nào đó còn hơn là nhắc Bác Hồ trong clip này. Khổ thân đang được thiện cảm bởi sự khôn khéo giờ bị chị Hoa hậu báo quá báo rồi. Nhi cấp thôi ngay đi không, thở ra câu nào là bị chửi câu đấy. Không em ấy đứng cười thôi được không? Kiểu đang liệt kê ba người sao biết mà bí quá, cái nghe được nhắc thêm hai người nữa nên nói. Lần đầu chắc câu trả lời, câu hỏi theo hướng người trong sao biết. Một số cư dân mạng bàn luận sau khi thấy Ý Nhi nhắc bài cho Đào Hiền mà quá tai hại.